Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn đọc tên cái chip LED trong các bóng đèn LED dùng trong gia đình. Thì một số bạn có hỏi á, khi mà chip LED bị cháy thì các bạn có thể thay chip LED loại khác được không? Tại vì cái kích thước, các bạn nhìn thấy kích thước, ví dụ các bạn dùng cái chip LED màu vuông á, và các bạn thấy cái mấy cái chip LED hình chữ nhật á, thì các bạn hỏi mình là mấy chip LED nó có thể sàng qua sàng lại được không? Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo đạc để gọi tên một số chip LED dùng trong các bóng đèn LED nha. Đây, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nha các bạn. Đây là một con chip LED bất kỳ ha. Các bạn nhìn thấy không? Đây là hai cái chân của nó nha các bạn, chiếc anode cathode hai bên. Thì ở đây mình quy định nó là bên đây là chiều dài các bạn. Một cái bên đây là chiều rộng ha. Chiều dài á, cái tên gọi cái chip LED được viết như thế nào? Nó sẽ viết là cái chiều dài của các bạn chia 10, đơn vị là mm nha các bạn. Rồi các bạn nhân với chiều rộng nè. Chia 10 đơn vị của mm. Đây, mình lấy giả sử như có cái con chip LED này các bạn. Để các bạn lật đây nè. Các bạn nhìn thấy không? Hai cái chân này đó là chân anode cathode của nó nè. Các bạn không còn quan tâm ha. Các bạn lấy chiều dài của nó. Chiều dài là hai cạnh này nè. Đây chiều dài các bạn. Các bạn chỉ cần biết là chiều dài của nó thôi, còn cái chiều còn lại là chiều rộng ha. Thì đây có một số tên gọi thông dụng. Như cái đây là cái con chip LED 2835 nha các bạn. Đây là dùng hay phổ biến 2835. Là kích thước chiều dài của nó là 2,8 mm. Rồi. Chiều rộng nó là 3,5 mm nha các bạn. Còn cái con chip LED là 5050 á, là chip LED hình vuông. Thì nó có kích thước là 5 ly 5 ly. Thì các bạn thấy 5 mm 5 nhân 5 mm. Còn có một con chip LED nữa là hay dùng á, là 3528, dùng cho mấy đèn LED bulb các bạn. Thì ở đây các bạn đo tương tự kích thước chiều dài của nó là 3,5 ly. Chiều rộng của nó là 2,2 ly nha các bạn. Ở đây các bạn lưu ý cho mình á, mỗi con chip LED này á, nhà sản xuất người ta đã chế tạo ra nó có một cái công suất nhất định nha các bạn. Như ở đây là con 3528 nè, chip LED 3528 á, thì cái công suất của nó, hoạt động của nó là khoảng 0,06 W thôi. Đối với những chip LED khác như 5050 nè, chip LED hình vuông á, hoặc là chip LED 2835 á, thì cái công suất của nó là lên 0,2 W nha các bạn. Có nghĩa là mấy cái con này nè, cái công suất của nó khoảng gấp 3 lần cái con 3528 này. Tại vì cái công suất 3528 chứ không phải 0,06 W thôi. Mà mấy cái con phía dưới này nè, 2835 hay 5050 á, là cái công suất của nó gấp 3 lần. Là nó lên phải 0,2 W lận nha các bạn. Thì đây á, cái công suất chip LED nó càng lớn á, thì cái bóng đèn của mình càng sáng. Từ cái bóng đèn của mình nó tích hợp rất nhiều chip LED ha. Thì nếu mà xét về cái đèn mà các bạn dùng cái chip LED mà 3528 á, so với chip LED 2835 á, thì những cái đèn mà 2835 á là cái công suất nó lớn hơn, đồng thời nó sáng hơn cái những cái đèn mà dùng chip LED 3528 nha các bạn. Sau đây mình sẽ thực hành đo kích thước của chip LED dùng trong các bóng đèn tiếp LED T8 nè, mấy cái đèn LED bulb thông dụng trong gia đình như cái đèn 3W nè, 7W, 9W. Ở đây dụng cụ để đo thì các bạn có thể dùng thước cặp ha. Đây là cái thước cặp nha các bạn. Các bạn dùng thước cặp bình thường hoặc là thước cặp điện tử, nó có cái màn hình hiển thị số nó dễ nhìn hơn ha.
Còn nhà các bạn mà không có cái thước cặp này á thì các bạn có thể dùng cái thước bình thường cũng được. Mấy thước này á, nó đo có cái giá trị mà đo mm nha các bạn. Các bạn tìm những cái thước á mà nó có giá trị đây, cái ở đây là cái thước bình thường nó có giá trị cm nha các bạn. Thì các bạn muốn đo là dùng cái giá trị mm cho nó dễ nhìn ha. Ở đây cm là nó hơi khó nhìn nha các bạn, tại vì cái giá trị thắng đo nó cao hơn gấp 10 lần mm nha các bạn. Thì các bạn càng nhỏ các bạn chọn giá trị mm á, thì những cái thước nào có giá trị mm là các bạn đo là nó dễ nhìn hơn ha. Còn đây mình thể sử dụng thước cặp nha các bạn. Đây là cái đèn LED bulb 3W. Thì mình sẽ tiến hành mình đo coi cái đèn này nó xài chip LED loại gì. Cái thước nha các bạn. Và mình các bạn đo chiều dài của nó trước. Năm mươi nha các bạn. Và kích thước 5mm nha các bạn. Rồi mình đo chiều rộng của nó. Chiều rộng của nó là 3 ly nha các bạn. Đấy, giá trị 3 ly nè. Số 0 nè. Vì là đối với đèn LED bulb 3W này á, nó xài cái chip LED là này 50 nè các bạn. 5,0 mm nhân với 3,0 mm. Thì cái này mình bỏ qua cái bước này luôn nha các bạn. Tí nữa mình ghi 50 cái này mình ghi nè, 50 đây 50-30 là cái chip LED của nó xài cái đèn LED bulb 3W đó, là nó xài chip LED là 5030. Rồi phần tiếp theo mình sẽ để kiểm tra cái đèn LED bulb 7W coi nó xài chip LED như thế nào. Là các bạn cứ đo bình thường. Rồi đây 30 nha các bạn. Chiều dài 3 ly. Chiều rộng 3 ly nha các bạn. Này chip LED này vuông ha các bạn. Đây nè. Ba ly nha các bạn. Vậy là nó dùng cái chip LED là 3030. Rồi tiếp sau đây, đây là đèn LED bulb 7W ha. Rồi mình sẽ dùng kiểm tra cái đèn LED bulb 9W coi nó dùng chip LED như bao nhiêu. Các bạn cũng đo tương tự. Đây đâu 35 nha các bạn. Rồi cái này 28 ha. Tại vì cái này nó hơi khó nhìn nha các bạn. Nếu mà các bạn có cái thước cặp mà điện tử là điện tử có màn hình LCD hiển thị á, nó sẽ cho thông số chính xác hơn ha. Rồi cái này mình hơi khó nhìn tí. Các bạn nhìn nè. Nhớ kẹp sát cái chân của nó nha các bạn. Vậy thấy không? Nó chưa đến 30, nó chỉ có gần sát 30 là cái này là 28 ha.
Vậy là những cái đèn LED 9W này á, nó xài cái chip LED là 3528 ha. 3528. Và sau đây mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái đèn tiếp LED 8 này nó thay sử dụng chip LED gì nha các bạn. Đây là nguyên một thanh dài của nó luôn. Rồi, mình đo chiều dài trước. Nha các bạn. 50 ha. Rồi, chiều rộng. 30 nha các bạn. Vậy là những cái đèn tiếp LED này á, nó xài cái chip LED là 5030. Đây, như vậy là mình đã đo cho các bạn thấy một số cái loại chip LED thông dụng của mấy cái đèn LED trong gia đình nha. 5030 nè, 3030 nè, 3528 nè, là một số cái chip LED mà thông dụng nhất nha các bạn. Còn có một loại nữa là 2835, nó cũng hay rất dùng. Thì như lúc nãy mình đã nói á, là một số con chip LED á, nó đều có một công suất, khi mà người ta sản xuất ra nó có một cái công suất nhất định nha các bạn. Thì ví dụ mà các bạn ở nhà mà các bạn á, các bạn xài cái con chip LED 5050 ha, như chip LED hình vuông á, xài cho cái đèn LED bulb 30W, cái công suất của nó là 0.2W nha các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn bị chết chip LED á, các bạn không tìm ra cái con chip LED 5050, thì các bạn phải lấy cái mấy con chip LED đó, của cái đèn chip LED 8 nè, các bạn sàng qua cũng được nha. Từ cái công suất của nó là 8 đó, nó xài cái con chip LED AMD 5030, thì cái công suất người ta chế tạo ra cũng tương đương so với cái con công suất 5050 nha các bạn. Nên đây là cái lý do tại sao mà các bạn có thể sàng cái mấy cái con đèn LED bulb nè 30W, ví dụ nó hơi chip LED, mà các bạn có thể lấy cái con chip LED của cái đèn chip LED 8 các bạn sàng qua được nha. Đây là cái cách mà các bạn có thể thay thế khi mà các bạn không tìm ra cái mấy chip LED cần thiết. Rồi, và lại video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đo, các bạn kiểm tra một số chip LED thông dụng bên trong các đèn LED trong gia đình, từ cái đèn LED bulb 3W, 7W, 9W cho đến đèn tiếp LED 8 ha. Rồi cái đèn LED âm trần á, các bạn có thể thực hành, các bạn thao tác. Video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.